Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ ăn thử chân gà rút xương mua trong Vinmart. Cái hộp chân gà rút xương này thì giá của nó là 122.000 các bạn ạ. Giá cũng cao phết đấy, không phải là đùa đâu. À, được rồi. Mùi đỉnh đấy. Nó có cái mùi thơm kiểu như là tương ớt Hàn Quốc ấy các bạn ạ. $122.000 được nhiều đây chân gà các bạn ạ. Các bạn thấy sao? Xin mời các bạn. Đỉnh luôn các bạn ạ. Chưa bao giờ mà ăn cái chân gà nó kiểu vị như này luôn. Nhưng mà ngon. Những cái chân gà ăn liền trước đây mình hay ăn ấy thì đa số là hương vị của nó có hơi hướng Trung Quốc. Nhưng mà cái chân gà này mình thấy cái mùi và cái vị của nó kiểu giống như kiểu đồ ăn Hàn Quốc ấy. Cái chân gà thì rất là mập, cắn ngập miệng luôn, rất là đã các bạn ạ. Khi ăn thì nó sẽ có vị chua, cay, mặn, ngọt. Mình thấy cái vị ngọt và cái vị chua của nó nổi bật. Phải nói là 122.000 cho một cái hộp này thì cá nhân mình thấy chất lượng thực sự các bạn ạ. Mỗi cái là cái túi không phải là túi zip thôi, nên là bảo quản hơi khó.